Chiều ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, diễn biến trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Đây là diễn biến mới nhất khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 QĐ-CSKT-P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Ông Lê Duy Thành từng có những phát ngôn chỉ đạo mạnh tay về lĩnh vực đất đai. Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Duy Thành cũng thống nhất báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc về kết quả giải phóng mặt bằng và xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai. Địa phương nào không nghiêm túc trong xử lý vi phạm pháp luật đất đai, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.